túi đựng mỹ phẩm cao cấp mới nhất 2023, chiếc túi mà mọi cô nàng nên sở hữu. Thiết kế gọn nhẹ, tiện dụng, dễ dàng mang đi chơi, đi du lịch, công tác. Được làm từ chất liệu da PU, bền đẹp, dễ vệ sinh và lau chùi. Có quay sách tiện lợi, thiết kế thông minh với hai ngăn đựng đồ. Ngăn đáy đựng cọ trang điểm và các dụng cụ trang điểm khác. Ngăn chính lớn, có thể đựng được tất cả đồ trang điểm của các bạn gái. Từ đồ skin care cho đến đồ make up. Chỉ với một chiếc túi các nàng có thể tự tin mang cả thế giới mỹ phẩm của mình đi muôn nơi.